Rồi, xin chào anh em. Hôm nay đăng một cái video về cái công trình lắp dựng cái ba gian nhà thờ ở Hưng Yên. Đấy. Hơi tiếc một chút là chủ nhà lại không lợp cái ngói mũi hài, bởi vì là sợ sau này ngói nó có xô nó trượt thì là cái công việc mà đảo ngói thay thế nó phức tạp. Thế nên là đưa cái ngói này lên, thực tế đưa cái ngói này lên thì nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng mà thôi cái đấy thì mình cũng chỉ tư vấn thôi, nhưng mà người ta cũng quyết định rồi thì cũng thôi, chả biết làm nào. Ơi chà, đang quay phần ở ngoài hiên. Tổng là 8 cột đứng đất. 8 cột đứng đất. Toàn bộ khung gọng là gỗ xoan. Có tàu, nóc, cửa, bức bàn là bằng gỗ lim. Tàu, nóc, cửa, bức bàn là gỗ lim, toàn bộ là xoan hết. 8 cột đứng đất, còn lại là chốn cột. Gian này thì kích thước nó hơi nhỏ, bởi vì cái khổ đất ở đây nó chỉ có thế thôi. Đấy, ở trong nhà là 4 cột ở gian thờ, còn lại là 4 cột ở hàng cửa bức bàn, còn lại là chốn cột hết. Đấy. Gỗ xoan thì lên màu nó rất là sáng. Đấy. Cột đường kính 22-23. Cột đường kính 22-23. Cột đường kính 22-23. Đấy, cột đường kính 22-23. Nóc bằng gỗ lim, ba thanh nóc bằng gỗ lim, tàu bằng gỗ lim, cửa bằng gỗ lim. Đấy, còn lại là gỗ xoan hết, xoan ngâm, xoan ta ngâm. Đấy. Thì anh em mà làm những cái nhà như thế này thì kinh phí về phần gỗ thằng hết từ khoảng 350-400 tùy theo kích thước. Đấy, đầy đủ hết, ô thoáng, ngưỡng bạo. Đấy, ba gian làm nhà thờ như thế này cũng rất là phù hợp. Đấy, cửa bức bàn là gỗ lim, tất cả là gỗ xoan hết.